Tập 2. Tạ ơn ba vị sư phụ thấy nghĩa huynh mình ra tay giúp đỡ. Đừng có sáo, đừng có sáo. Cũng nhờ từ ngày sư phụ chúng tôi khéo dạy dỗ. Ý, hình như chúng ta đã gặp ở đâu thì phải ha? Phải, trước chùa Văn Võ dưới chân núi Thiếu Lâm. À, là cô hả? À, thì ra cô là con hổ. Con hổ là sao? Quân Bảo, Thảo Mạnh, chúng ta phải lên đường thôi. Dạ sư phụ. Nè, chúng ta hẹn ngày gặp lại ha. Hẹn ngày gặp lại. Nè tiểu thương, chúng ta cũng phải lên đường. Nè nè nè, hình như con hổ đó có gì với huynh đó. Cái gì? Thì cái gì đó đó. Gì đó đó là sao? Nè, để đừng có suy nghĩ lung tung có được không? Chúng ta là người xuất gia thì không thể phạm giới được. Bây giờ sư phụ không nghe được đâu, huynh nghiêm chỉnh quá làm gì? Đây là tu vi của cá nhân. Nè, lúc thì nói trong cốc đạo gia gì đó, lúc thì chưa mặc cà sa thì là tăng. Kỳ cục lạ lùng, uổng công đệ luôn có nghĩa khí với huynh. Nè Quân Bảo, lần này con nói đúng rồi. Con sao vậy cũng nghe được hả? Ta là sư phụ của con, có điều gì mà không biết chứ? Phải đó, không có tôn trọng sư huynh chút nào. Con xin con lỗi. Con cũng chẳng hơn gì đâu. Con đừng nghĩ sư phụ lớn tuổi rồi nhớ không rõ. Sư phụ dạy tụi con làm chứ không đâu, từ hồi nào vậy? Nhưng mà sư phụ, người đã từng dạy con là phải có lòng Bồ Tát mà. Tấm lòng Bồ Tát không phải kêu con làm chuyện không đâu đâu. Giờ rồi nếu không nhờ ta, hai con đã chịu thiệt thòi lớn rồi. Cảm ơn sư phụ. Trương Quân Bảo này quýnh cũng thiệt là. Thảo Mạnh, A Di Đà Phật. Công tử, có tin vui, có tin vui. Có chuyện gì? Tiểu nhân đã tìm được Thẩm Dung, Thẩm đại tiểu thơ rồi. Hả? Tốt lắm. Ở đâu? Nghe nói là đến Hoài Giác Tự dân hương. Vậy người lập tức dẫn theo huynh đệ của Trại Hoa Tự đưa nhị tướng quân đến núi Võ Đang trước. Ta sẽ tới hội ngộ với các ngươi sau. Dạ công tử. Tế Kiều, mùi đứng ngoài này đợi ta đi. Đại sư nói thắp nén nhang đầu giữa đêm khuya nhất định là phải một mình mới thể hiện được sự thành tâm. Tiểu thư, cô phải cẩn thận một chút. Nếu có đạo tặc hái hoa nhất định cô phải lớn tiếng gọi Tế Kiều. Tế Kiều thà đưa dê vào miệng sói cũng không để tiểu thư bị bọn đạo tặc hái hoa xúc phạm đến tiểu thư. Yên tâm đi, đây là nơi thanh tịnh của Phật môn, sẽ không có đạo tặc hái hoa. Nữ Thẩm Dung, người Chu Trang Tô Hàn, tuổi hơn 18, cầu xin Bồ Tát chỉ điểm lương duyên, hy vọng có thể sớm tìm được lang quân như ý. Gia phụ là người giàu nhất ở Giang Nam, chỉ cầu môn đăng hộ đối, muốn gả tín nữ vào hào môn. Tín nữ cả đời ghét nhất chính là công tử quý tộc. Tín nữ biết rằng vật vô giá dễ tìm, khó kiếm hữu tình lang. Hy vọng Bồ Tát có thể ban cho con lương duyên. Nếu Bồ Tát ân chuẩn, xin ban cho con keo tốt. Chính là đây hả? Nè, mấy người tới đây làm gì? Canh chừng của nhà đầu này cho ta. Mấy người không cần cưỡng bức tôi sẽ chịu theo ý mấy người. Nhà đầu này giao cho các người đó. Đi, xin ban cho con keo tốt. Lại là ngươi. Tiểu thơ, không phải cô đang cầu lương duyên sao? Bồ Tát thấy cô thành tâm như vậy nên phái ta từ trên trời xuống cho cô tội nguyện.
để mộng đẹp của cô thành hiện thực. Cô Tề Giới, cô ra. Ở bên ngoài đều là người của ta, cô đừng kêu nữa. Hoàn hoãn nghe lời của ta, sẽ không ngược đãi cô đâu. Cứu tôi với, tôi dừng tay. Cứu tôi. Kẻ nào giá là hậu diện tốt của ta hả? Y quái phương nào, sao dám trêu chọc con gái nhà lành trước mặt Phật tổ? Có phải người chán sống không? Ngươi là Phật gì? Ta là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, đừng có làm bộ làm tịch, mau ra đây cho ta. Cùng đồ tôi gan, sẽ dám ở đây trêu chọc cô gái nhà lành. Ngươi là ai? Ta là ai liên quan gì tới ngươi chứ? Chính người để ta té xuống sông. Tên tiểu tử, gan của ngươi cũng không nhỏ đó. Không, mọi việc chỉ là hiểu lầm thôi. Đừng gây nữa, đã khuya lắm rồi. Hai mau chóng về nhà ngủ đi ha. Ngủ hả? Ta muốn ngươi suốt đời không được tỉnh lại. Ta phải phanh thây ngươi ra làm trăm mảnh mới được. Không bắt được ta chứ gì? Tới đây. Ta sẽ phải thay ngươi ra làm trăm mảnh. Chết rồi. Kim Bài, Thẩm cô nương, có lẽ Bồ Tát hiển linh để chết tình xấu xa này. Cô không sao chứ? Tôi không sao, cảm ơn huynh đã cứu giúp. Tôi không sao. Phải rồi, cô coi Kim Bài này, hắn có phải là quan lớn hay không? Hắn là Triệt Lý Bất Qua, con trai của Nhan Thừa Thiên. Hả? Vậy Công tử không sao chứ? Không sao. Các ngươi đừng cản trở ta làm chuyện tốt. Sao đang làm chuyện vui đó? Làm sao đi? Tôi hình như có gì không ổn. Công tử đã gặp chuyện mà phá cửa. Ra cửa đi. Mở cửa. Bọn chúng đang phá cửa vào đây. Các ngươi đừng lại gần. Mau tránh ra. Ngươi là ai? Mau thả công tử ra. Ta là ai các ngươi không biết sao? Ta là Lôi Lão Hổ tiên phong đặc phái của quân Khăn Đỏ đi. Biệt danh là Cuồng Ma Sát Nhân. Các ngươi ai dám bước qua, ta sẽ kết liễu công tử nhà của các ngươi. Có chuyện gì từ từ nói, đừng có làm vậy. Tránh ra mau. Tránh ra. Nghiệp chướng, chuyện này là sao đây? Con dạ, dạ. Chú trời ơi, làm vậy sẽ bị tru di cửu tộc. Tru di cửu tộc gì chứ? Hôm nay tôi đánh liều rồi, tôi nói cho biết Lão Hòa Thượng mau chóng tránh ra, nếu không cả ông tôi cũng giết luôn. Di Đà Phật. Lão Hòa Thượng, bây giờ không cần ông phải tụng kinh nữa, tránh ra. Tránh ra mau, nếu không ta sẽ giết hắn. Tránh ra. Tránh ra. Công tử đó là giả. Mau đuổi theo đi. Mau đuổi theo đuổi. Ê, theo khoan đã. Mà còn công tử có trong này không? Mở lên. Công tử. Lão Hòa Thượng, công tử nhà ta chết ở trong chùa của ông, ông cũng không tránh khỏi có liên quan. Nói cho ta biết, hai kẻ đó là ai? Ê, trời ơi đại nhân, thực sự lão nạp không hề biết gì cả. Nè Lão Hòa Thượng, đừng hòng phủ bỏ hết trách nhiệm nha. Tên hòa thượng trốn được nhưng chùa không trốn được đâu. Bọn ta đi báo quan, lát nữa sẽ tới mua lợi với ông. Di Đà Phật. Nè,
Mau gọi tên cẩu quay đó ra gặp ta. Đã đi gọi rồi, sẽ ra ngay bây giờ. Đi nãy giờ sao còn chưa ra? Xin đợi một chút. Hắn chán sống rồi hả? Ra rồi kìa. Các vị quân gia, các vị quân gia, đợi lâu rồi, đợi lâu rồi. Ông là... Khoan hãy hỏi ta là ai. Ngươi có biết cái xác đang nằm trên công đường của ngươi là ai hay không? Hạ quan không biết. Mở ra. Đại nhân, cậu đến đúng lúc. Mà coi đây là cái gì? Ngự ban Hoàng Kim Nhiếp, sắc phong nhất đẳng hầu. Đây là thống soái của trại Hoa Tự, công tử của Bá Nhan, đương kim thừa tướng Đại Nguyên. Không lẽ vậy này chính là Triệt Lý Bất Hoa, con ruột của Bá Nhan thừa tướng? Người cũng có chút hiểu biết đó. Người là ai? Tại hạ Lưu Bá Ôn, là phó quan của bổn huyện. Chỉ là một tên phó quan, có tư cách gì dài dòng lôi thôi trước mặt các đại gia hả? Cút đi cho ta. Tri huyện như ông làm việc kiểu gì vậy hả? Trị an bại hoại, quân khăn đảo hoành hành, khiến công tử nhà ta bị chết thê thảm. Người nói chuyện này giải thích sao đây? Chuyện này người đợi chôn chung với công tử nhà ta đi. Cười cười cái gì? Ta cười mấy vị quân gia có tấm lòng thực sự quá hiền lành, chỉ biết lo lắng cho người khác mà không biết tính toán cho bản thân mình. Người nói vậy là sao? Các vị quân gia, công tử nhà huynh gặp điều bất hạnh như vậy, bổn huyện thực sự khó tránh khỏi trách nhiệm. Nhưng mà các vị quân gia là thương tín của công tử, không lẽ như vậy thì có thể đứng ngoài cuộc được sao? Cái gì? Người muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu bọn ta hả? Các vị quân gia đừng nóng giận, các vị sao không bình tĩnh lại mà suy nghĩ. Công tử của các vị là con một của Bá Nhan thừa tướng, người đang nắm quyền lớn ở trong thiên hạ. Nếu như công tử gặp chuyện gì, e rằng trong vòng trăm dặm cũng không được yên ổn. Cái được gọi tổ chim rơi, trứng chim khó còn nguyên. Chúng tài hạ đương nhiên là đáng tội chết, nhưng mà làm liên lụy các vị quân gia cũng bị chém đầu với chúng tôi. Bá Ôn thực sự không có đành lòng. Ý của bọn ngươi là bọn ta cũng phải bị chém đầu? Không lẽ các vị quân gia cho rằng Bá Nhan thừa tướng sẽ cảm thông cho lòng trung thành của các vị sao? Tại hạ chẳng qua chỉ muốn tốt cho các vị. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, điều quan trọng bây giờ chính là chúng ta phải bắt hung thủ về, truy nã hắn quy án. Đương nhiên điều quan trọng hơn là để các vị quân gia suy nghĩ cho kỹ, làm sao ăn nói với Bá Nhan thừa tướng. Giống như các vị đem xác của Triệt Lý Bất Hoa công tử đến công đường la lối ôm sòm trong nha môn, nếu như chuyện này mà đồn đến tai của Bá Nhan thừa tướng, e rằng sẽ khó có đường mà cứu vãn. Làm như vậy thì có khác nào làm hỏng tiền đồ tốt đẹp của các vị quân gia. Lưu Bá Ôn, miệng lưỡi của ngươi quả là sắc bén, nhưng ta nói cho ngươi biết, ta trốn không khỏi, ngươi cũng trốn không khỏi. Quân gia, bây giờ tất cả chúng ta đều là người đi chung một thuyền, tại hạ nhất định dốc hết tâm sức đối phó hết mình. Hy vọng mọi người đều có thể vượt qua được nạn kiếp này. Như vậy đi, tôi thấy các vị quân gia cũng mệt rồi, hãy đến hậu hoa viên của nha huyện nghỉ ngơi một lát, để chúng tôi dâng rượu và thức ăn ngon cho các vị quân gia giảm bớt mối lo, sau đó mới tính toán sách lược. Không biết ý của các vị quân gia như thế nào? Được rồi. Nếu như ngươi không nghĩ ra được cách nào hay, người đầu tiên ta sẽ đem ra mổ xẻ chính là ngươi đó. Đi. Cẩn thận. Chúng ta thực ra phải chạy đi đâu? Tôi cũng không biết. Cũng may ông trời phù hộ, bọn chúng không có đuổi theo. Tối nay cũng nhờ có huynh cứu mạng, nếu không thì... Thật tình tôi không biết, bây giờ tôi cứu cô hay đã hại cô? Huynh đừng bao giờ nói như vậy. Nếu như tối nay không nhờ có huynh cứu tôi rơi vào tay của Triệt Lý Bất Hoa, cho dù không chết cũng sống không bằng chết. Thẩm cô đương, bước tiếp theo cô tính toán làm sao? Có lẽ tôi sẽ trở về chùa. Hả? Khó khăn lắm chúng ta mới trốn ra được, cô còn quay về?
Cha tôi còn ở trong chùa. Vậy làm sao đây? Triệt Lý Bất Qua chết rồi, thuộc hạ của hắn phát hiện nhất định sẽ phái người đuổi theo. Ê, vậy đi, tôi đánh lạc hướng bọn chúng, cô trốn về chùa, coi như đêm nay chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô cứ coi như chuyện đêm nay chưa từng xảy ra, cô không có đi dâng hương, cũng chưa từng gặp Triệt Lý Bất Qua. Huynh định một mình gánh vác hết mọi chuyện sao? Cô nghe lời tôi đi. Nhưng bây giờ người chết là con trai của thừa tướng, chuyện này không phải là chuyện đùa. Nhưng chúng ta đâu thể nào vì bọn cầm thú đầu lớp người mà phải đền cả hai cái mạng, vì không đáng chút nào đâu. Nhưng mà chuyện này cũng là do tôi gây ra. Cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không rơi vào tay của bọn chúng đâu. Chúng ta vẫn còn gặp lại. Nhất định. Nhất định. Ê, chúng ta phải làm thế nào đây? Đường đường là con trai của đương kim thừa tướng Đại Nguyên, chết ở một huyện nhỏ chúng ta mà còn bị một tên quân khăn đỏ giết chết. Nay quân khăn đỏ đang làm loạn, vậy tức là đã phạm đại kỷ triều đình. Triều đình vì muốn tiêu diệt quân khăn đỏ đã phái Bá Nhang thừa tướng làm không sai đại thần Kim Chinh Nam đại tướng quân thống lĩnh 30 vạn đại quân đến tấn công. Có lẽ Triệt Lý Bất Qua con quan ấy đã theo tớp quân đi đầu đến bổn huyện. Bây giờ hắn đột nhiên chết ở bổn huyện, e là 30 vạn đại quân đó chưa đánh quân khăn đỏ thì đã sang bằng huyện của chúng ta rồi. Bá Ôn, lâu nay bổn quan rất trọng dụng cậu, cậu phải tính kế tìm cách giải nguy cho bổn huyện mới phải. Đại nhân, Bá Ôn không phải cố tình dọa ông, mà chỉ nói ra những sự thật đang phơi bày trước mắt thôi. Vậy phải làm sao đây? Đại nhân, ông đào tạo Bá Ôn đã nhiều năm, Bá Ôn luôn muốn đền đáp. Bây giờ chính là lúc dốc sức suy nghĩ, nói thẳng sự thật. Có kế sách gì hay, nói mau. Không phải là kế sách hay, nhưng là con được sống duy nhất. Ê trời ơi, đừng vòng vo nữa, nói mau đi. Đại nhân, cách duy nhất bây giờ chúng ta đành phải, đã làm thì phải làm đến cùng. Bọn thương tính đó phải giết hết, sau đó quỷ thi diệt tích, coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra gì cả. Vậy không phải làm phản sao? Đại nhân, bây giờ ở bổn huyện xảy ra vụ án quân khăn đỏ giết chết công tử của Bá Nhang thừa tướng, đây là việc lớn liên quan tru di cửu tộc. Đại nhân đối với Bá Ôn ơn nặng như núi, Bá Ôn thật sự không đành lòng nhìn thấy đại nhân gặp phải nạn kiếp. Nếu chúng ta làm như vậy thì cùng lắm con trai thừa tướng chỉ mất tích ở bổn huyện, ngày nào bọn chúng chưa tìm thấy cái xác, tội của chúng ta không đến nỗi chết. Chúng ta dùng kế quản bên trước rồi tính toán sao. Tình thế bây giờ nhiều thay đổi, khói lửa tràn lan, biết đâu chừng chúng ta kéo dài được vài năm, chừng đó lại là một thời cuộc khác. Đại nhân, Triệt Lý Bất Qua cậy quyền hiếp dân, làm đủ điều ác, bọn thân tính của hắn chó cậy thế chủ, đàn áp lăng nhục, bọn chúng có chết cũng là đáng thôi, chẳng qua chúng ta là thay trời hành đạo. Đại nhân, nên quyết hay là không quyết, ngược lại chịu hậu quả. Được, cứ làm theo lời cậu đi. Bá Ôn, mọi người trên dưới nhà môn và phía quan giác tự phải lo cho thật tốt. Đại nhân, ông yên tâm. Đại nhân, xin đại nhân đừng lo nghĩ nhiều, chuyện đã như vậy rồi thì cũng đành chịu thôi.
Thật ra bổn quyền cũng biết chuyện này, không thể không làm như vậy. Nếu không cả nhà bổn quyền 12 mạng, không biết có sống đến ngày này sang năm không. Cũng chỉ có ở thời cuộc loạn lạc này, chúng ta mới phải làm những chuyện hoang đường như vậy. Các vị bằng hữu võ lâm, sau khi các vị uống trà xong nghỉ ngơi một lát, có thể tiếp tục lên đường. Đi dọc theo con đường núi này thì sẽ đến Ngọc Hư Cung của núi Võ Đàng, có được không? Hả? Xin hỏi các hạ là? Chờ hữu lượng giang tây. Có mang theo thiệp mời trên người không? Đừng lỗi tôi. Khoan đã. Làm phiền Trần Hữu Lượng anh hùng. Không cần khách sáo. Mời vào trong. Lát nữa hư dân đích thân đưa các vị lên núi. Được. Giác Diễn đại sư, lâu ngày không gặp. Hư dân đạo trưởng, lâu ngày không gặp. Lại là các người hả? Hè, các vị đồng đạo võ lâm, lần này gia sư tổ chức đại lễ cầu phúc là góp chút sức cho chúng sinh trong thiên hạ, cũng trồng thêm ruộng tốt cho các đồng đạo võ lâm. Do đó, các vị ở bên ngoài có bất cứ ân oán gì cũng không thể đem đến núi Võ Đàng. Giác Diễn đại sư, Võ Đàng chúng tôi rất hiếu khách, đối đãi bằng hữu có loại trà ngon, có món chay ngon. A Di Đà Phật. Hữu Lượng anh hùng, nếu như có người cố ý sinh sự gây rối trật tự, vậy núi Võ Đàng chúng tôi cũng có võ đan quyền và võ đan kiếm thượng thừa. Chúng ta đi. Ý, sư phụ, đây chính là núi Võ Đan hả? Đây chỉ là chân núi, con đường để đi vào thôi. Muốn đến đỉnh chủ của núi Võ Đan, con đường còn rất xa. Hình như con từng gặp phong cảnh xung quanh đây ở đâu rồi. Chắc là nằm mơ đó. Ngoài đỉnh chủ ra còn 72 đỉnh, 36 động, 24 khe nữa. Chư quân bảo con sau này nhất định phải ở trong hoàn cảnh như vậy, sống tới cuối đời. Chư quân bảo. Quân bảo, Thảo Mạnh. Dạ sư phụ. Qua đây. Sư phụ, vừa rồi các con cũng nghe Hư Dương đạo trưởng nói gì rồi chứ? Dạ nghe. Lúc này núi Võ Đàng là nơi rồng rắn tụ hội. Các con nhất định phải ngủ sớm dậy sớm, đừng làm chuyện không đâu, để tránh rước phải thị phi, rước lấy phiền phức. Phải biết các con có bị tổn thương cũng không quan trọng. Cái quan trọng là không được làm mất danh tiếng 100 năm của Thiếu Lâm tự. Dạ biết rồi sư phụ. Đạo Mạnh à, lúc ta nói chuyện còn lại buồn ngủ như vậy à? Sư phụ, vừa rồi sư phụ kêu tụi con phải ngủ sớm dậy sớm mà. Hơn nữa chúng ta đã đi cả ngày trời rồi, bây giờ cũng không còn sớm, phải đi ngủ thôi. Sư phụ, là sư phụ nói mà sao lại đánh con vậy? Chỉ quân bảo là hiểu chuyện hơn. Thảo Mạnh, con phải cố gắng học hỏi sư huynh của con. Dạ. Quân bảo. Dạ. Ý của sư phụ con hiểu rồi chứ? Dạ sư phụ, nhưng mà đệ tử con đều không hiểu. Đó. Hôm nay con làm sao vậy? Ý của sư phụ là kêu tụi con không được gây phiền phức phải không? Phải rồi. Nhưng mà không ngại lấy mạng ra liều để bảo vệ danh tiếng 100 năm của Thiếu Lâm tự. Đúng rồi. Nhưng nếu như tụi con lấy mạng ra liều thì hồn về thế giới Tây Thiên Cực Lạc rồi. Vậy làm sao sư phụ biết là tụi con gây phiền phức hay là bảo vệ danh tiếng 100 năm của Thiếu Lâm tự?
Thấy chưa, sư huynh cũng không biết kìa. Sư phụ, là Quân Bảo tranh cãi với sư phụ, sao lại đánh con? Quân Bảo không tranh cãi với ta, những gì Quân Bảo nói là lời tận đáy lòng. Ngược lại con có vẻ dầu đổ bìm leo, nên ta đánh. Sư phụ lại đánh con. Rồi, mau đi ngủ đi. Sư phụ còn chưa trả lời câu hỏi của đệ tử. Đi ngủ đi. Nghi hoặc trong mộng của thế gian, khi tỉnh mộng ắt sẽ hiểu rõ thôi. Thôi, đi ngủ đi. Ngủ đi. Dạ sư phụ. Tao mạnh. Ngoài cửa có người. Có con quỷ nào chứ, mau đi ngủ đi. Là Thẩm cô nương. Gọi tôi là Dung Nhi. Dung Nhi, nè, sao cô lại ở đây vậy? Quynh không nhớ Quynh đã hẹn tôi sao? Tôi hẹn cô? Thảo Mạnh không có nói với Quynh à? Thảo Mạnh thì thiệt là. Đi theo tôi. Quynh có nhớ loài hoa này không? Nhớ chứ. Tôi chưa từng dẫn người nào đến đây. Thật hả? Hoa này là tôi trồng, tên là hoa sơn trà. Nó còn có một cái tên rất đẹp, tên là Mạng Đà La. Mạng Đà La? Ừ. Tại sao gọi chúng là Mạng Đà La? Đà La không phải là xoay rất danh sao? Tôi nói với Huynh là hoa, Huynh lại nói Mạng Đà La. Huynh làm tôi tức quá đi. Dung Nhi, cô đừng giận mà. Tôi là con trâu ngốc, tôi làm mất hứng. Tôi đáng đánh. Đang đánh. Quân Bảo Huynh đang làm gì vậy? Huynh đâu có đắc tội để. Huynh chảy máu mũi kìa. Thôi, chảy máu mũi rồi. Huynh đi rửa mặt. Sao sư Huynh lại như quá nhượng vậy? Bỏ lên. Đây là cô. Là tôi thì sao hả? Lúc nam lúc nữ, bây giờ giả dạng nữ phi tặc, ăn cắp cái gì vậy? Cái gì vào đông giật đầu của tôi? Một cuốn sách cũ mềm như vậy, sao thần bí quá. Cũ mềm? Chẳng lẽ Huynh định nói với tôi Huynh và sư phụ Huynh lặn lội đường xa đến Võ Đăng không phải vì cuốn sách cũ mềm này? Gì đó hả? Chúng tôi đến để tham dự lễ cầu phúc mà. Vậy Huynh nói phải giữ lời nha. Nhanh lên. Tại sao tim của Huynh lại đập mạnh vậy? Xin lỗi. Các vị đồng đạo võ lâm, nay nhằm qua đảng Tiên Thiên Đại Đế sắp đến, lại nhằm đại thọ 100 tuổi của gia sư. Vì vậy Toàn Chân đã mời các vị đến võ đàn tụ họp. Các vị nhận thiệp đến đây khiến võ đàn càng thêm náo nhiệt. Hư dân vô cùng cảm kích. Nghe đầu gia sư sẽ lập tức xuất quan, các vị lại có thể nhìn thấy thọ nhan 100 tuổi của chân nhân. Đại sư quên. Có chuyện này thật sao? Dạ phải. Thật là quá đáng. Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Không sao, không có gì. Hư dân đạo trưởng, có chuyện gì tốt nhất hãy nói thẳng ra đi hả? Để tránh cho những người làm khách chúng tôi lo lắng sợ hãi, ảnh hưởng nhã hứng tham dự đại lễ cầu phúc. Đôi khi có những chuyện không biết ngược lại cảm thấy lo, biết rồi cũng an tâm hơn, có phải không?
Phải. À, được rồi. À, chỉ là có mấy tên mao tặc đêm qua đã xông vào tàn kinh các của Ngọc Hư Cung lấy mất vài món đồ. Chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ. Hư Dương đạo trưởng, tại hạ không đồng ý cách nói của đạo trưởng. Nên biết tàn kinh các của núi Võ Đàng làm sao để mấy tên tiểu mao tặc có thể ra vào tự do được chứ? Hả? Hơn nữa, đêm qua ta cũng có ra phụ giúp bắt cướp đó. Và ta vô tình nghe được cái bị đánh cắp vốn là báu vật trấn sơn của Võ Đàng là Thái Âm Chân Kinh. Thái Âm Chân Kinh. Vậy sao được chứ? Hơi chà, uổng công chúng ta có ở đây phép tắc đàng hoàng, không dám mạo phạm uy nghiêm của Võ Đàng. Ta vẫn nhớ Hư Dương đạo trưởng đã từng cảnh cáo chúng ta điều gì. Nói Võ Đàng ngoài có loại trà ngon và món chay ngon, còn có Võ Đàng quyền, Võ Đàng kiếm nữa. Nhưng bây giờ mới biết tàng kinh các của núi Võ Đàng là nơi mấy tên tiểu mao tặc có thể tùy tiện ra vào, muốn đến thì đến, muốn lấy thì lấy. Trần Hữu Lượng, đây là núi Võ Đàng, không đến phiền ông ở đây ăn nói hàm hồ. Lại là tên tiểu tử nhà ngươi, ngươi cũng biết đây là thánh địa của núi Võ Đàng mà, đâu tới lượt ngươi, ngươi có thiếu lâm tự ở đây la to hét lớn chứ. À, vị tiểu huynh đệ, các vị từ nơi xa đến là khách, à, chuyện ở nơi này chúng tôi có thể tự giải quyết. Các hạ nói là vào đêm qua đã từng phủ giúp bắt cướp, không biết có nhìn thấy gì hay không. Ông cũng biết chúng tôi là khách nơi xa đến, ta có nghĩa vụ bắt cướp dùm cho mấy người hay sao? Vậy thì tốt rồi, chỉ sợ ông càng giúp càng rối. Ông nói cái gì? Chúng ta hiểu rõ nhau là được rồi. Các vị. Đại sư huynh. Đại sư huynh. Nè, chuyện gì đó vậy? Mọi người coi đi, lại có chuyện nữa rồi. Chuyện gì vậy? Các vị đồng đạo võ lâm, tôi muốn nói với các vị một tin vui. Gia sư vốn bế quan tự thủ, bây giờ quyết định xuất quan trước ngày. Hả? Chân xuất quan rồi. Chân xuất quan rồi. Tốt quá. Các vị đồng đạo võ lâm, lão đạo bế quan nhiều năm, lâu nay do Hư Dân trưởng đồ của lão đạo giải quyết mọi việc ở Võ Đàng. Nếu như hôm nay có điểm nào tiếp đãi không chu đáo thì mong các vị rộng lòng thứ lỗi. Khương đại sư khách sáo quá. Tốt. Rất nhiều bằng hữu già đều đến đây, nhưng mà tình nghĩa cũ này gác lại nói sao. Bây giờ lão đạo muốn nói với các vị hai tình, một tốt một xấu. Bây giờ chúng ta nói tình xấu trước. Đêm hôm qua thật sự có mấy tên mao tặc ngang nhiên xông vào tàng kinh các của lão đạo. Hôm nay qua sự kiểm tra kỹ càng đã bị mất ba cuốn Thái Âm Chân Kinh. Mất Thái Âm Chân Kinh là bị mất thiệt sao? Mất ba cuốn hả? Các vị đừng nóng nảy, bây giờ lão đạo sẽ nói với các vị chuyện vui mừng. Các vị đồng đạo võ lầm, chỉ vì lão đạo đã gửi một tấm thiệp mời thì các vị không ngại cực khổ đường xa lặn lội vất vả đi đến tận núi Võ Đàng. Các vị từ xa đến đều là khách, lão đạo cũng không có gì để có thể đáp lại. Bây giờ lão đạo sẽ tặng cho các vị món quà nho nhỏ. Là quà gì vậy? Chính là báu vật trấn sơn bí mật bất truyền của núi Võ Đàng, Thái Âm Chân Kinh. Thái Âm Chân Kinh. Lấy làm quà tặng hay quá, quý lắm đó. Mời các vị tự lấy coi, đây đều là Thái Âm Chân Kinh đó. Thái Âm Chân Kinh. Nè, đừng có tức giận. Kẻ bị trêu chọc đâu chỉ có một mình cô. Làm sao huynh biết? Ê, cô nhìn đi, người có thần sắc giống như cô ít nhất cũng có 1, 2, 3, 4. Hả? Vậy là sao? Các vị chỉ là quà mọn không đáng là gì,
Nhưng mà trong các vị có ba vị bằng hữu hơi nóng lòng một chút, đêm qua đã tự ý lấy mất thái âm chân kinh. Vậy thì hôm nay không cần phải lấy nữa, bởi vì nội dung đều giống như nhau. Hả? Hòa Phúc Vô Môn Duy Nhân Tự Triệu, đây có thật là thái âm chân kinh không? Đây chẳng qua là phần thái thượng cảm ứng của đạo gia thôi, đâu có phải là thái âm chân kinh đâu. Các vị đồng đạo võ lâm, các vị thật sự nói không sai, đây chính là phần thái thượng cảm ứng. Phải đâu. Nhưng mà điều các vị nói cũng có điểm không đúng. Các vị ai cũng chưa từng thấy thái âm chân kinh, làm sao lại biết thái âm chân kinh thật ra là như thế nào? Thái âm chân kinh là trọng bảo của bổn môn, tổng cộng có 3 quyển, 9 chương, 81 phần. Mà phần thái thượng cảm ứng chính là phần mở đầu của nó. Năm xưa Dương Trùng Dương tiên tổ truyền lại cho khu sứ cơ này, lão đạo đã mất công sức mấy chục năm mới học được có chút đỉnh thôi. Nhưng mà đủ để giao tiếp các đồng đạo võ lâm, chứng tỏ quy lực của thái âm chân kinh không ai không biết, không ai không hiểu. Thái âm chân kinh thật sự là tinh hoa võ học của đạo gia, còn phần thái thượng cảm ứng chính là cơ bản của nó. Nếu muốn luyện tốt thái âm chân kinh thì phải ngộ được đạo lý của phần thái thượng cảm ứng. Với tuổi hiện nay của lão đạo vẫn chưa hoàn toàn lãnh ngộ được. Có thể thấy nó rộng mà sâu sắc, bao la vô bờ. Cho nên các vị nên lãnh ngộ phần thái thượng cảm ứng trước, cho đến lúc cơ duyên chín mùi rồi mới nghiên cứu thái âm chân kinh cũng chưa muộn. Đại ca, chẳng lẽ chúng ta trở về vậy sao? Đã không kiếm được lợi gì còn không mau trở về sao? Lãnh địa của chúng ta là ở Giang Tây quan trọng hơn. Dạ đại ca. Tên đạo sĩ Thúi Khưu Sứ Cơ, một ngày nào đó ta nhất định sẽ cho lão biết tài. Đi. Dạ, dạ. Phong cảnh ở đây biến hóa khôn lường, tuyệt đẹp vô cùng, không hổ danh là thắng cảnh xưa nay vô song, thiên hạ đệ nhất danh sơn. Hey, cái gì mà hey? Đệ đang nghĩ những lời trụ trì phương trưởng nói với chúng ta. Không ngờ đệ vừa rời khỏi Thiếu Lâm lại trở nên tự lực hơn đó. Hả? Đệ chỉ đang nghĩ vấn đề giữa con hổ và con gái. Nè, thật sự là họ có thứ giống nhau mà. Hả? Thật mà huynh nghĩ coi, con hổ có một lớp da rất là đẹp, con gái thì có một khuôn mặt rất đáng yêu, nhìn rồi lại muốn nhìn nữa. Con hổ ăn thịt người, con gái cũng ăn thịt người. Con hổ thì chỉ ăn xương, còn con gái thì ăn là tim gan của đệ. Đệ tiêu rồi, phen này đệ tiêu thật rồi. Đệ không sao chứ? Đệ không sao. À, con hổ cười với đệ một cái thì hồn của đệ giống như bay lên trời vậy. Dù là đang ngủ hay là thức giấc, trong lòng cứ luôn nghĩ tới nụ cười khuôn mặt của cổ. Trời ơi, hồn của đệ nhất định bị cổ hút đi rồi. Trời ơi, đệ đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Sư phụ đã nói, núi Võ Đang này là núi tiên, hít thở linh khí ở đây sẽ rất có lợi cho việc luyện công của chúng ta. Có lợi gì chứ? Đệ phải đi đây, huynh luyện một mình đi. Nè. Quân bảo, làm gì vậy? Đệ nhìn thấy con hổ rồi, đây đúng là núi tiên, đệ gặp tiên rồi. Thứ cái gì vậy, con hổ với thần tiên vậy? Đi theo đệ. Nè, đệ đi chậm thôi. Nè, từ từ thôi, làm gì gấp quá vậy? Hả? Quân coi. Ha ha ha.
Tôi qua con hổ đó lại. Cái gì? À, không có gì. Quân Bảo, chính là con hổ này chỉ nhìn đệ một cái khiến cho ba hồn bảy vía của đệ bay mất tiêu luôn. Bây giờ lại gặp được nữa, Quân nói có phải duyên phận không? Sư phụ từng nói là cấm chúng ta nhìn con gái mà, phải coi con gái là hổ. Chúng ta không thể phạm giới. Ê, đây đâu phải là hổ, cũng không phải là con gái, cũng là thần tiên. Khó khăn lắm mới có cơ hội nhìn thấy thần tiên. Nếu như không nhìn thấy thì tiếc lắm đó. Sao lại là Huynh? Tôi có tên mà. Tôi tên Trương Quân Bảo. Thì ra Huynh tên Trương Quân Bảo. Cảm ơn Huynh. Không có gì. Nè, thì ra Huynh quen với con hổ này từ lâu rồi. Con hổ gì? Không có gì, không có gì.